Thì các anh chị cũng biết là cái vai trò quan trọng khi một khi đã suy mòn rồi thì mình hầu như là không thể nào dùng cái biện pháp gì để mà có thể là điều trị cho bệnh nhân được nữa. Thành ra là tránh suy mòn thì gia đình hay là bản thân mình nó nên có những cái giải pháp chăm sóc sức khỏe từ sớm để mà cái cơ thể của mình có một cái thể trạng tốt nhất. Khi mà mình gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe thì cơ thể nó còn có cái nguyên liệu để nó sử dụng đó, còn có cái khả năng để mà chống lại những cái biến chuyển nó xảy ra đó. Khi mà gọi là ung thư là một trạng thái mà cơ thể nó gần như là nó không có hoạt động như bình thường được nữa. Thì Thi có đang đọc một cái cuốn sách đó là Ung thư không phải là bệnh mà là cơ chế chữa lành. Cuốn này cũng rất là hay để mình có thể mình nghe và mình hiểu được rõ ràng và mình tự tin hơn về dinh dưỡng các anh chị ha. Thì anh chị nào mà mình cần mình nên đọc cái cuốn sách đó. Thì hôm nay á, bác thị sĩ Thủy đã chia sẻ chúng ta những cái vấn đề rất là đầy đủ rồi. Thì Thi xin phép là còn một vài phút cuối Thi sẽ đọc một vài cái câu hỏi của các anh chị đã tranh thủ nhắn từ rất là sớm. Chị Thủy em đọc cho chị nha. Rồi câu hỏi thứ nhất là mẹ em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, phát hiện bệnh cách đây 1 tháng rưỡi, đã chuyển thuốc truyền thuốc sang mũi thứ hai. May mắn mẹ em dùng đầy đủ Enex sắt, tảo nâu, omega 3 theo sự hướng dẫn của bác sĩ Thủy nên không bị sút cân. Nhưng mẹ lại bị ho dữ dội, bác sĩ bảo do hạch chèn nên gây ho. Mẹ em còn bị mẩn ngứa nữa. Vậy em nhờ bác sĩ Thủy tư vấn mẹ em cần dùng Enex như thế nào để giảm ho ạ? À? Bạn có cho mẹ ngậm thêm kít nữa? Mẹ bạn bị ung thư phổi thì khi mà bị ung thư phổi có khối u thì nó sẽ chèn ép vào các phế nang, và chèn ép vào các phế nang thì đương nhiên nó sẽ có phản ứng ho. Thì ho ở đây nó không phải là một bệnh, mà ho ở đây là do là cái lằn phế quản của chúng ta nó có những cái dị vật, mà ho là để tống những cái dị vật ra ngoài, và hoặc là bị chèn ép thì chúng ta có thể là bạn cho mẹ súc miệng nước muối nữa đấy, và ngậm kít và ngậm tảo nâu thì dần dần cái viêm ấy nó sẽ đỡ dần đi. Mình không biết rằng là ho mẹ có đờm hay không, bởi vì với những bệnh nhân ung thư ấy, có những người người ta chỉ là ho khan, nhưng có những người người ta bị ho có đờm là do bội nhiễm. Thì riêng cái ho có đờm này thì nếu như mà ở bệnh viện thì sẽ cho thêm kháng sinh để mà chống bội nhiễm và chống viêm. Thế thì ở đây thì là mình sẽ bổ sung cái tảo nâu, ngay cả bản thân Thủy khi ho Thủy ngậm cái tảo nâu cũng rất là tốt, nó có cái chống viêm, và bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho cái ung thư phổi của mẹ đỡ hạn chế được những cái biến chứng của những cái bệnh cơ hội khác, ví dụ như là nấm này, nhờ bị ung thư phổi là nó cũng hay bị nấm này, bị viêm này, đầu viêm lăng đường hô hấp trên này, thì cái tảo nâu rất là quan trọng. Thì mẹ cũng không biết là bao nhiêu cân, nhưng mà thường khuyến cáo thì mình cứ sử dụng 4 viên, thì ở trong gói Vinmec Bắc nó đã có 1 viên rồi, thì mình uống thêm ngoài 2 viên nữa đấy, tăng cái omega 3 lên. Thế ho có đờm thì nếu như ở bệnh viện thì các bác sĩ chắc chắn rằng sẽ cho kháng sinh nếu như có sốt, bởi vì nếu như không tống được cái đờm này ra ngoài thì là cái giữ lại ở trong cái lòng phế quản nó cũng sẽ lại viêm nặng. Thì ở đây nếu như thế thì bạn sẽ có giải pháp là bạn vỗ rung cho mẹ hàng ngày bạn có thể là bạn lên trên 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 Zubitu đó, thì là bạn đánh là vỗ rung cho những người mà bị ung thư phổi, thì bạn sẽ học cái cách vỗ rung đấy cho mẹ một ngày khoảng tầm 3 lần, mỗi một lần khoảng 10 phút trước bữa ăn, khoảng 1 tiếng, hoặc là phải sau bữa ăn, chứ còn ăn xong thì mình cũng không 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 vỗ rung. Thì mình sẽ vỗ rung như thế thì cái đờm nó cũng sẽ lăn ra và mẹ cũng sẽ dễ khạc hơn. Và đặc biệt nếu như ho có đờm thì sẽ uống cái lượng nước ấy nó sẽ tăng lên, nhưng không phải là uống liền một lúc là hết một 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 ly nước này đâu. Ngoài cái lượng nước mà mẹ phải uống cần cơ thể thì lúc nào cũng để cho cái họng này của mình nó được ẩm ấy, thì mình cứ ngụm ít một nước em nhé, ngậm ít một nước này để cho cái lằn phế quản này nó sẽ khi mà hạ hạ được ra cái đờm ấy thì nó sẽ dễ chịu hơn, và khi cái đờm nó hết thì là cái tổ chức viêm nó cũng giảm đi. Thế còn về cái ngứa thì có thể là do mẹ phản ứng tác dụng của cái thuốc điều trị về ung thư ấy, thì cái gan nó cũng sẽ bị tổn thương, thì nó cũng sẽ dẫn đến có thể là mẩn ngứa, thì sẽ bổ sung cái bột rau này tăng lên. Thì Thủy cũng có một bệnh nhân mà bị mẩn ngứa người ấy, thì chỉ Thủy cho uống cái tăng cái bột rau này lên thì nó thải độc ở trong cái hệ tiêu hóa rất là tốt, và đồng thời thì mình cho tăng cái omega 3, cái omega 3 trong gói Bắc mà nó đã có 2 rồi thì mình thêm 2 nữa. Là bởi vì là với những bệnh nhân ung thư phổi thì cái omega 3 này nó cũng sẽ giúp cho cái thông khí phân áp oxy ở trong phổi nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy, nó sẽ tốt hơn, và
omega 3 này nó chống viêm cũng rất là tốt và nó là nguồn dinh dưỡng tốt cho gan thì nó cũng sẽ dần hết đi. Còn nếu như mà ngứa râm ran, ngứa nổi mẩn đấy thì mình có thể là lấy cái viên tảo nâu mình bôi lên cũng tốt, rất là tốt đấy. Hoặc là mình sẽ tắm bằng những cái nước lá giúp cho mẹ giảm đi, bởi vì là với những bệnh nhân ung thư thì cái thuốc điều trị nó cũng rất là nặng nề rồi, thì mình hạn chế tối thiểu đưa những cái thuốc khác không cần thiết vào trong cơ thể. Nếu như mà ngứa ít thì có thể là bạn dùng nước lá mình tắm và mình uống tăng cái lượng bột rau lên để thải độc tố ra ngoài. Dạ, cảm ơn câu hỏi trả lời của chị Thủy rất là đầy đủ rồi. Câu hỏi thứ hai đó là bệnh nhân bị ca tuyến giáp thì có dùng tảo được không? Cái ca tuyến giáp này đấy, ung thư tuyến giáp hoặc là tất cả các tuyến giáp thì nó liên quan đến cái việc thiếu hụt dinh dưỡng rất là trầm trọng, và đặc biệt là cái thiếu hụt dinh dưỡng về canxi. Nhưng ở đây bạn hỏi là có dùng được tảo hay không, vẫn dùng bình thường. Và cái lượng của mình, nếu như bạn uống Winnepax mà 1 viên rồi thì bạn uống thêm ngoài 3 viên nữa, bạn vẫn uống bình thường, chứ không phải là như hôm trước có một bạn là hỏi rằng là bị u tuyến giáp thì không thể uống. Bạn đã đọc ở đâu thì em đọc thấy là không nên uống tảo, bởi vì ở trong tảo là tự nhiên Thủy quên cái câu hỏi của bạn ấy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn uống bình thường. À, nhiều người sợ là trong tảo có iốt. Cơ thể của chúng ta vẫn phải cần cái lượng iốt cơ bản, không quá lạm dụng. Đây là các nhà khoa học khuyến cáo của chúng ta là không nên dùng cái lượng iốt quá thôi, chứ còn cơ thể của chúng ta vẫn phải cần cơ mà. Thì với cái liều mà 4 viên tảo thì chúng ta vẫn dùng bình thường, không có vấn đề gì cả, và bổ sung thêm cái canxi. Câu hỏi tiếp theo đó là bác sĩ Thủy cho em hỏi bệnh nhân đang điều trị xạ trị và hóa trị dùng tảo nâu như thế nào ạ? À? Đối với bệnh nhân xạ trị vùng cổ thì không nên dùng tảo lúc xạ phải không bác sĩ? Thứ nhất là chúng ta phải hiểu đây, đây nó là dinh dưỡng. Chính vì thế là dinh dưỡng thì chúng ta không thể là nói rằng là chúng ta không sử dụng được trong bất kỳ lúc nào cả. Lúc nào chúng ta cũng cần, lúc nào chúng ta cũng cần. Trong cái giai đoạn mà xạ trị thì chúng ta lại phải cần hơn, để mà tăng cái lượng máu, tăng hồng cầu, tăng các chất dinh dưỡng, để mà là giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe, để mà khi mà mỗi một lần xạ trị vào những cái xạ trị như thế, người ta phải xét nghiệm, thì chúng ta phải đầy đủ những cái thông số trong cơ thể cho phép thì bắt đầu mới tiến hành được. Thì chính vì thế mà vẫn uống bình thường và uống hormone tăng cho mình là tốt nhất, và uống thêm cái bột rau này. Bao giờ tất cả bệnh nhân nào, kể cả từ người chăm sóc chủ động đến những bệnh nhân là chúng ta bắt buộc chúng ta phải uống bột rau đấy, mỗi một ngày chúng ta phải 1 ly bột rau, nó như là cơm ăn nước uống, ta không thể thiếu được. Bác sĩ cho em hỏi, mẹ chồng em bị ung thư túi mật di căn ổ bụng giai đoạn cuối, hiện bà đang dùng tảo sơ nhưng bà ăn vào khó tiêu, mỗi lần như vậy lại đau nhiều hơn và ói. Bác sĩ cho em hỏi đối với trường hợp như mẹ chồng em thì nên dùng gì và liều lượng như thế nào là tốt nhất ạ? Thế thì với những cái bệnh nhân giai đoạn cuối này thì em sẽ cho, bởi vì là khi mà bạn mẹ bị cái ung thư túi mật này thì cái việc mà chuyển hóa thức ăn đấy, dinh dưỡng những cái thức ăn thô kia hoặc là dinh dưỡng mà những cái dưỡng chất nó nhiều quá thì cũng sẽ làm cho mẹ cảm thấy là đầy hơi trước bụng, bởi vì là mật là một cái việc mà chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Thế thì em sẽ cho mẹ uống bột xong đấy, omega 3 và cái Winnet bột này trước em nhé, cho uống Winnet bột này, và cho Winnet bột này thì em sẽ cho uống rải rác ra trong ngày, chứ đừng liền một lúc mà uống đầy 1 ly luôn thì mẹ rất là khó chịu và nó sẽ khó tiêu, bởi vì là mẹ đang bị ung thư cái túi mật. Thì cái Winnet bột này mình cứ uống rải rác ra, cứ chia nhỏ bữa trong ngày, và với cái chế độ ăn ngoài đà kết hợp với chế độ ăn, thì bạn không biết là bạn mẹ bạn cái chế độ ăn như thế nào, có ăn được bình thường hay không, thì cái chế độ ăn nhớ rằng là ăn ăn lỏng dễ tiêu đấy, lựa chọn những cái thức ăn mà dễ tiêu hóa đấy. Nếu như mà có ăn thêm bên ngoài thì mình nên ăn một uống một hộp sữa chua ấy, ăn sữa chua ấy, rất là tốt đối với lại những cái bệnh nhân mà tiêu hóa hoặc là với những bệnh nhân mà bị túi mật như thế này. Thế thì khuyên bạn rằng là mẹ bắt buộc phải dùng Winnet bột, bắt buộc phải dùng cái bột rau này, để mà vì bởi vì là với những cái người mà bị tắc túi mật rồi thì cái việc chuyển hóa thức ăn rất là quan trọng, và thứ hai nữa rằng là bắt buộc phải uống cái bột này, bởi vì làm sao thức ăn hàng ngày sẽ là không thể đầy đủ được, và cái thức ăn hàng ngày có thể là cái lượng của nó, cái lượng muối này, rồi là lượng đường này, rồi là những cái lượng chất béo này đấy vào trong cơ thể của mẹ, mà trong khi đó lại bị ung thư cái túi mật rồi, thì cái việc chuyển hóa thức ăn nó rất là khó, xong lại còn di căn nữa, thì cái việc bắt buộc phải bổ sung cái bột Winnet này.
Chứ còn nếu như sữa, mình dùng sữa thì như Thủy đã chia sẻ ở trên đấy, là nó chưa tách béo, nó chưa tách béo và cái chỉ số GI của nó cao. Đấy, và trong cơ thể của mình thì là cơ thể của mình đang mệt rồi, xong rồi lại phải mất đi một cái năng lượng để chuyển hóa cái năng lượng ấy nữa, thì nó lại càng mệt hơn. Thì cái việc mà bổ sung cái chất xơ này đối với lại là những cái bệnh nhân bị gan mật ấy, rất là quan trọng. À, có câu hỏi đó là những người bị ung thư thì có cần kiêng ăn món gì không ạ? Thứ nhất là thì cũng đã chia sẻ rồi, chúng ta không cần ăn, không phải ăn kiêng những cái thức ăn gì cả. Nhưng theo khuyến cáo thì chúng ta vẫn phải bổ sung bốn cái nguồn thực phẩm đầy đủ, nhưng chúng ta phải lựa chọn cái thực phẩm nào mà nó có nguồn gốc, bởi vì những cái bệnh nhân ung thư là những cái bệnh nhân mà cái sức đề kháng đã kém rồi. Nếu như mình không lựa chọn những cái thức ăn hàng ngày ấy, mà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, thì là đưa vào cơ thể của chúng ta là dễ bị đi ngoài hoặc là dễ bị kích ứng. Thì cái việc mà đã bị ung thư rồi thì khuyến cáo của Thủy là vẫn ăn uống bình thường, lựa chọn thức ăn dễ tiêu và đảm bảo về cái việc an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng bắt buộc là chúng ta phải chọn lựa một cái dòng dinh dưỡng như cái slide thì đã nói rồi, dinh dưỡng vi chất và dinh dưỡng cơ bản, và phải có một cái nguồn dinh dưỡng để hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta. Chứ nếu như không có một cái nguồn dinh dưỡng ngoài cái việc bữa ăn ra thì chắc chắn rằng là cái sức khỏe của chúng ta sẽ không thể hồi phục được và cũng không thể chống đỡ được bệnh tật. Thế thì cũng trả lời một câu hỏi chung của các bạn là chúng ta không bị mắc bệnh thì chúng ta đã phải chăm sóc sức khỏe chủ động. Thứ nhất là chúng ta phải có luyện tập tinh thần, luyện tập. Thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái bữa ăn lành mạnh. Thứ ba là chúng ta phải có nguồn dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Thì ở đây thì lựa chọn cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Winnet của công ty Oriflame. Còn ngoài ra với những cái bệnh nhân ung thư, những bệnh nhân mãn tính thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng, để bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái nguồn dinh dưỡng hỗ trợ thêm để mà giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, để mà hạn chế được những cái bệnh cơ hội đấy, hạn chế được những cái bệnh cơ hội và giúp cho cái việc mà điều trị nó sẽ có kết quả nhanh hơn. Có một cái câu hỏi này mà rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi Thủy thì mình sẽ dừng lại cả các câu hỏi kia và mình sẽ trả lời cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình. Thì hôm nay trên cộng đồng thì mình cũng nghĩ rằng cũng có người cần nhưng mà chắc là quên không hỏi. Thì có nhiều bạn hỏi rằng là khi mà bị ung thư thì có sử dụng được cái dòng sản phẩm mà chữa đậu lành hay không? Đấy, thì Thủy cũng nói rằng là riêng đậu lành là một cái thực phẩm mà rất là nhiều protein và nó không có cholesterol, nên là cái sản phẩm này sử dụng cho chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Và lý do tại sao mà chúng ta cứ truyền miệng cho nhau là dùng cái đậu lành này sẽ là không tốt cho ung thư và sẽ làm tăng cái khối lượng cái phát triển của cái khối u, nhưng trên thực tế thì thật ra thì là cái đậu lành chúng ta là có một cái hormone, có một cái estrogen đấy, hormone estrogen ấy, thì trong cơ thể của chúng ta cũng có cái hormone đấy, thì người ta nghĩ rằng là cái hormone đấy nó sẽ làm cho cái khối u nó sẽ phát triển lớn hơn, nhưng mà thực tế ra thì cũng chưa có một cái nghiên cứu khoa học nào mà chúng ta cũng mới chỉ ở dừng lại là ở trong cái đậu lành là nó có cái estrogen, và trong cơ thể của chúng ta trong cái phần mà ung thư ấy, thì nó lại có cái hormone đấy, thì người ta nghĩ rằng là giống như là lửa gặp lửa ấy, thì nó sẽ bùng lên, nhưng thực tế ra thì chưa có một nghiên cứu nào. Thì với cái khuyến cáo thì chúng ta vẫn cứ ăn đa dạng hóa thức ăn đấy, ăn đa dạng hóa các loại thực phẩm, chúng ta cũng không ăn quá nhiều thôi, còn cứ đa dạng hóa, và đặc biệt là ở trong cái dòng này của chúng ta là cũng không có cái đậu lành đâu ạ, cho nên là chúng ta cứ yên tâm. Thế còn lại có đậu lành thì chúng ta cũng không phải sợ quá như là cái mức độ mà nhiều bạn hỏi. Thì mới lại có một cái câu hỏi là cũng rất là nhiều bạn hỏi là cái vitamin B12 ấy, thì tại sao khi ung thư mà lại khuyến cáo là không sử dụng vitamin B12, nhưng trên thực tế thì cơ thể của chúng ta tất cả các tế bào các bộ phận đều cần cái vitamin B12 này. Rồi vitamin B12 này thì nó sẽ giúp cho cái việc mà hấp thụ cái protein tốt hơn đấy, với những người bình thường ấy, thì nó hấp thụ cái protein rất là tốt hơn và nó chuyển hóa được cái lipid ở trong 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 cơ thể của chúng ta, và nó giúp cho là tăng được cái axit amin ở trong các tế bào của mình. Tuy nhiên thì cái chúng ta vẫn phải cần cái lượng vitamin B12 đấy, vì là người ta nghĩ rằng là cái vitamin B12 là cái việc mà hấp thụ cái protein
nó nhiều như thế, tốt như thế thì sợ là làm cho cái khối u nó tăng lên, nhưng trên thực tế thì nó không 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 đến cái mức như thế, bởi vì là cái lượng vitamin B12 của chúng ta là với nam và nữ là cần 2 microgram một một người là trong cái khuyến cáo bình thường ấy đấy. Thế còn với những người mà mang thai hoặc cho con bú thì 2,2, thế thì chúng ta vẫn cần đấy, chúng ta vẫn cần đấy, mà cái thức ăn của chúng ta ở trong 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 thức ăn thì cái lượng vitamin B12 nó không phải là nhiều, nên là chúng ta không quá phải suy nghĩ, không quá phải lo lắng về cái việc ấy. Thì đúng thật là cái khóa học dinh dưỡng vừa rồi thì các bác sĩ dinh dưỡng cũng tư vấn rất là rõ, đó là không có một cái khuyến cáo nào về cái vấn đề thức ăn ăn uống thực phẩm đối với bệnh nhân ung thư, mà là mình ăn uống đa dạng vừa đủ, mình không có ăn uống quá nhiều, nhưng mà cái dinh dưỡng mà cần bổ sung á cho người ung thư, ví dụ như omega 3, ví dụ như vitamin D nè, ví dụ như magie nè, là những cái thực phẩm rất là quan trọng đối với người bị ung thư đó, mình cần phải dùng nhiều hơn. À, rồi chất chống oxy hóa cũng cần phải dùng nhiều hơn, chất chống viêm tự nhiên như omega 3 cần phải dùng nhiều hơn, chứ không có cấm cái thực phẩm nào gọi là cấm tuyệt đối đâu các anh chị ha, cho nên là mình cứ ăn uống thoải mái bình thường đó, quan trọng là giữ một cái tinh thần thật là tốt. Rồi cảm ơn bác sĩ Thủy hôm nay đã dành thời gian cho cái buổi chia sẻ của chúng ta, còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà thời lượng chương trình đã hết, cho nên Thi xin phép dừng cái buổi ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp các anh chị ở những cái buổi tiếp theo nha.